Sữa rửa mặt Init Free Olive là một trong những dòng sản phẩm mới nhất được giới thiệu bởi nhà Init Free nổi tiếng hiện nay. Ngay từ khi ra mắt, sữa rửa mặt Init Free Olive đã nhận được sự quan tâm của nhiều chị em bởi thiết kế sang trọng, đẹp mắt và được sản xuất bởi thương hiệu mỹ phẩm uy tín với đa công dụng. Để hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm này, shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ nói chi tiết về sản phẩm sữa rửa mặt Init Free Olive trong video để bạn có lựa chọn tốt nhất cho mình nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Sữa rửa mặt Init In Free Oil. Cũng giống như tất cả các sản phẩm khác của hãng đều hướng đến là dòng mỹ phẩm thiên nhiên với thành phần an toàn lành tính cho da. Trong sữa rửa mặt Init Free oil có thành phần chính là tinh dầu ô liu giúp làm sạch da mặt nhẹ nhàng và bổ sung thêm dưỡng chất, cấp ẩm cho da hiệu quả, giúp làm sạch bụi bẩn và các tạp chất trên da, hút nhờn và ngăn ngừa những dấu hiệu làm lão hóa da. Đồng thời với tinh chất ô liu giúp bạn tẩy trang hiệu quả. Với những bạn chỉ sử dụng kem chống nắng hoặc trang điểm nhẹ thì chỉ cần sử dụng sữa rửa mặt Olio cũng đã đủ để làm sạch da rồi nhé. Với chiết xuất từ quả ô liu, chứa vitamin và thành phần dưỡng ẩm, ngoài việc làm sạch da thì còn có tác dụng cung cấp một màng chắn giữ ẩm sâu và lâu dài cho làn da của bạn. Đặc biệt, sữa rửa mặt ô liu của Innisfree tuân thủ theo nguyên tắc 4 free đảm bảo không làm hại da, không chứa dầu khoáng, nguyên liệu nguồn gốc động vật, màu tổng hợp. Do đó, mà sữa rửa mặt Innisfree ô liu là sự lựa chọn tốt nhất cho những bạn có làn da khô, thô ráp, kém sức sống đấy nhé. Sữa rửa mặt Innisfree hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán sữa rửa mặt Innisfree hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.